Hi, mình là Poseidon đến từ Coin 68 TV và chào mừng anh em đến với Giải mã Crypto. Trong cái phần 1 của series giải mã crypto này, mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về hai cái từ khóa cũng đang khá là hot trong thời điểm hiện tại, đó là Pendle Finance và Pendle War. Nếu như anh em nào chưa biết thì Pendle Finance nó đang là một trong những cái dự án rất là đáng chú ý khi đạt cái mức tăng trưởng là hơn 10 lần trong nửa đầu năm 2023. Trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện tại thì những cái số liệu ấn tượng của Pendle Finance là thực sự rất là đáng chú ý. Và song song cùng với cái sự phát triển của Pendle Finance thì nó cũng đang hình thành nên một cái narrative gắn liền, đó là Pendle War. Vậy thì Pendle Finance và Pendle War là gì và liệu rằng có tiềm năng để chúng ta chú ý quan sát và đầu tư hay không, thì anh em hãy cùng mình giải mã ngay trong clip này hôm nay nhé. Để bắt đầu với cái clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất cũng như là cách thức hoạt động của cái giao thức gốc tạo ra cái cuộc chiến này, đó là Pendle Finance. Thì trên thực tế đây cũng là một giao thức hết sức thú vị mà mình nghĩ là anh em sẽ nên tìm hiểu để hiểu sâu hơn về DeFi. Về bản chất thì Pendle Finance được hình thành xuất phát từ ý tưởng của cái team phát triển, đó là cố định lãi suất nhận được trong tương lai. Thì tại sao người ta lại có cái suy nghĩ này? Thì đội ngũ Pendle Finance cho rằng là cái DeFi hiện tại ấy, nó có sự biến động về mặt lợi suất, tức là cái mặt yield trong tương lai rất là cao. Và điều này thể hiện rõ thông qua cái chênh lệch giữa cái số liệu APR, APY của các cái pool thanh khoản hay farming của dự án so với cái lợi nhuận mà người dùng thực tế nhận được. Thì sở dĩ có cái điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Mình nói thí dụ như ban đầu các cái dự án DeFi khi mà nó mới đi vào hoạt động á, thì thông thường nó sẽ cố gắng tìm cách đó là huy động thật là nhanh những cái thanh khoản từ người dùng hay những cái tổ chức lớn. Thì nó sẽ làm điều đó bằng cách đó là đưa ra những cái mức APY, APR hấp dẫn để cho người ta có thể cung cấp tài sản, cung cấp các cái đồng coin token người ta đang nắm giữ vào trong cái dự án để cung cấp thanh khoản hoặc là cho vay. Tuy nhiên thì đối với cái việc tăng TVL, tức là tăng cái lượng tài sản khóa trong giao thức theo thời gian, thí dụ như tỷ từ 50 triệu đô lên 100 triệu đô rồi sau đó lên 1 tỷ đô, cùng với cái sự lạm phát của token gốc thông qua cái việc trả thưởng, thì khiến cho cái mức APY và APR trên thực tế của người dùng có thể nhận được thấp hơn so với thực tế. Nói chung là nó sẽ có một cái độ chênh lệch khá là nhiều. Và bên cạnh đó thì cái lợi nhuận mà chúng ta nhận được thì nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái hoàn cảnh thị trường. Đó, tức là thời điểm anh em cung cấp thanh khoản thì thị trường có thể đang ở trong một cái uptrend, nhưng mà sau đó 1-2 năm sau khi mà chúng ta lấy nhận được phần thưởng thì nó downtrend, thì nó dẫn đến những cái sự chênh lệch rất là đáng kể trong mức yield. Đó, anh em hãy cùng mình xem một cái ví dụ ở trên màn hình ha. Thì đây là ví dụ về sự biến động trong supply và lending rate của USDC trên AV. Đó, anh em có thể thấy trong cái khoảng thời gian 2021 thì cái supply và cái lending rate trên USDC nó có sự biến động và nó tăng rất là cao. Nhưng mà sau đó trong cái thời điểm hiện tại thị trường như vậy, gặp nhiều khó khăn như vậy, thì đi cùng với việc supply giảm xuống thì cái lending rate nó cũng chỉ sideways và nó giảm rất là mạnh. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần yield của những cái người mà đã cung cấp USDC ở trên AV. Thì đây chính là một trong những cái nguyên nhân lớn nhất khiến cho Pendle Finance được ra đời. Tóm lại về bản chất, Pendle Finance nó là một giao thức giao dịch lợi nhuận ha. Ở đây có một cái từ đó là giao dịch lợi nhuận. Chút xíu đi vào cái cấu tạo của và cái thành phần của Pendle mình sẽ giải thích kỹ hơn. Đó, giao dịch lợi nhuận một cách phi tập trung, không bị kiểm soát. Đó, những cái đặc tính phổ biến của DeFi. Và đây là nơi mà người dùng có thể thực hiện các cái chiến lược lợi nhuận khác nhau thông qua cái việc giao dịch lợi nhuận hình thành trong tương lai. Tức là tôi có thể bán cho anh những cái phần lợi tức mà tôi nhận được trong tương lai, hoặc là tôi có thể bán những cái tài sản gốc, tôi giữ lại phần lợi tức, vân vân. Có rất là nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra lợi nhuận với Pendle, và mình sẽ giải thích kỹ hơn ở trong cái phần tiếp theo. Để hiểu rõ hơn cái cách thức hoạt động của Pendle thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái thành phần ở trong giao thức của Pendle. Thì đầu tiên, cái thành phần đầu tiên mình muốn nói đó là yield tokenization, thì tức là những cái token hóa những cái tài sản mà anh em đưa vào Pendle để nó có thể hoạt động theo cái mục đích của giao thức. Thì Pendle Finance nó sẽ chuyển, hay là chúng ta hiểu là cái từ wrap, bọc những cái token mang lại lợi nhuận từ các giao thức khác trở thành một cái token mà có tên gọi là SE token ha. SE token thì đây là token tiêu chuẩn và tương thích với Pendle AMM để có thể thực hiện các cái giao dịch hay là cung cấp thanh khoản ở trên Pendle. Ví dụ anh em đã cung cấp Ethereum vào Lido Finance để chúng ta tham gia staking trên chuỗi Ethereum 2.0, đúng không ạ?
và chúng ta nhận được trở về một lượng STATH, nó đại diện cho cái lượng ATH chúng ta đã cung cấp thanh khoản. Thì đối tại thời điểm hiện tại thì chúng ta muốn kiếm thêm lợi nhuận với STATH chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn chốt cái lợi nhuận liên quan đến STATH, chúng ta có thể sử dụng là Pendle Finance, bằng cách đó là chúng ta đưa cái STATH này vào Pendle và sau đó thì Pendle nó sẽ bọc lại và nó chuyển lại cho chúng ta một cái lượng là SI STATH, nó đại diện cho cái lượng STATH chúng ta đã đưa vào trong cái giao thức. Tiếp đó thì cái SI token này nó sẽ được chia làm hai phần ha, anh em lưu ý hai phần. Phần thứ nhất là PT, tức là Principal Token, là cái token đại diện cho cái mã thông báo chính, tức là nó đại diện cho cái STATH ban đầu của anh em á. Và phần thứ hai đó là IT ha, sorry anh em, đây là IT ha, là mình biết nhầm, tức là year token, là token đại diện trong cái phần lợi nhuận, tức là một STATH nó sẽ được phân làm hai là PTSI STATH và ITSTATH ha, thì nó sẽ đại diện cho cái phần token gốc và cái phần lợi nhuận mà anh em nhận được trong tương lai. Và đó là cái mà Pendle Finance nó cắt cái token gốc của chúng ta ra, nó chia làm hai phần. Và nếu như trong trường hợp mà anh em muốn chốt luôn cái phần lợi nhuận trong tương lai sớm và cố định thì anh em có hoàn toàn có thể bán cái IT token nó ra trước. Đó là cái cách mà Pendle nó cho phép chúng ta tạo chốt lợi nhuận trong tương lai. Cái thành phần thứ hai của giao thức đó là Pendle AMM, thì rõ ràng rồi, để mà chúng ta có thể giao dịch được lợi nhuận thì sẽ luôn phải cần một cái sàn, và đó là một cái AMM. Thì PT và IT token nó sẽ được giao dịch thông qua cái Pendle AMM này, và đây là cái sàn giao dịch lợi nhuận tương lai đặc biệt của Pendle, và nó tạo ra cái sự khác biệt của giao thức này so với những cái AMM khác thông thường như Uniswap hay là SushiSwap. Và cái thành phần cuối cùng đó là VI Pendle. Thì VI Pendle nó thực ra là một cái mô hình token nó mix theo dạng là VI token, nó giống khá là tương tự với những cái mô hình VI khác như là của Curve chẳng hạn, tức là VICRV. Thì đây là cái mô hình nó đã tạo ra cái bull case cho Pendle, cũng như là một trong những cái nguyên nhân chính tạo ra cái Pendle War. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu riêng về VI Pendle trong cái phần sau. Sẽ có 3 cách để tạo ra cái lợi nhuận đến từ Pendle Finance đối với người dùng, từ góc độ người dùng ha. Mình sẽ tóm tắt 3 cách ở đây trước và chút xíu mình sẽ giải thích kỹ hơn. Đầu tiên đó là kiếm lợi nhuận cố định, tức là fixed year. Thì về cơ bản thì người dùng nắm giữ cái PT á, tức là cái phần token gốc á, có thể nhận lại tài sản gốc của tài sản sinh lãi khi mà đáo hạn. Tại sao chúng ta lại có thể tạo ra lợi nhuận với cái chiến lược này? Mình thí dụ như một STATH anh em đưa vào chẳng hạn, thì Pendle nó đã cắt nó ra ha, cắt nó ra thành PT và IT token. Thí dụ như một PT token tại thời điểm đó, tại thời điểm hôm nay chẳng hạn, nó có giá trị đó là 0.85 STATH. Tại vì sao nó lại có cái giá chiết khấu như vậy? Bởi vì rõ ràng cái phần lợi nhuận nó đã bị cắt đi, và khi mà chúng ta là những cái người mà chúng ta muốn mua, muốn nhận được một cái mức lãi suất cố định an toàn, chúng ta có thể mua cái phần chiết khấu đó của PT token so với cái tài sản gốc, và chúng ta đợi đến ngày đáo hạn, thí dụ như là 1 năm, 2 năm sau, tại cái thời điểm đáo hạn, thí dụ như là vào khoảng tháng 7 2024 chẳng hạn, tức là 1 năm sau, chúng ta sẽ nhận được toàn bộ lại cái phần STATH ban đầu, tức là chúng ta đã có lợi nhuận 0.15 STATH, tương đương với một cái mức lợi nhuận khá là ổn so với cái phần vốn chúng ta bỏ ra ban đầu là 0.85 STATH. Thì đó chính là cái cách mà Pendle người ta tạo ra cái lợi nhuận cố định cho người dùng. Ở cái cách lợi nhuận, tạo ra lợi nhuận thứ hai đó là lợi nhuận dài hạn trong tương lai, tức là chúng ta sẽ kỳ vọng là việc mà các cái IT token nó có thể tạo ra lợi nhuận tốt trong tương lai, và chúng ta có thể đầu tư bằng cách mua và nắm giữ cái IT để mà chúng ta nhận được cái lợi suất do tài sản gốc tạo ra trong tương lai. Thì đối với cách này cũng khá là nhiều người chọn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta hoàn toàn không cần phải khóa ETH vào trong Lido, hay là không cần phải chịu những cái rủi ro lớn, mà người ta chỉ cần mua và nắm giữ IT thì người ta đã có thể nhận được cái phần lợi nhuận do cái tài sản gốc là ETH tạo ra rồi. Thì đây cũng là một cách khá là hay đối với những người ta tin rằng cái lợi nhuận dài hạn trong tương lai nó sẽ tăng lên. Và cách thứ ba cũng là cách khá là phổ biến, đó là cung cấp thanh khoản ở trên Pendle AMM. Thì rõ ràng đây là một cái sàn giao dịch, và để cho nó hoạt động có hiệu quả thì Pendle phải tìm mọi cách để mà thu hút người dùng cung cấp thanh khoản vào trên các cái pool của AMM. Thì chính vì vậy giao thức nó sẽ trả những cái phần thưởng rất là tốt cho những người cung cấp thanh khoản, đồng thời là có những cái chiến lược nó giúp tăng trưởng cái phần thưởng đó, mà chúng ta sẽ nói là một chút ở khúc VI Pendle chúng ta sẽ nói sau.
Thì chính vì vậy khá là nhiều người hoặc là những cái tổ chức lớn, thí dụ như là những cái quỹ đầu tư chẳng hạn, hoặc là những cái validator node mà người ta nắm giữ một cái lượng LST token đó, tức là những cái token mà nhận được sau khi đưa ETH vào trong các cái pool staking đó, như STETH rồi BETH rồi các thứ đó, thì người ta sẽ rất là muốn để tạo ra những cái thêm những cái phần lợi nhuận dựa trên những cái token này, và một trong những cách an toàn nhất đó là cung cấp thanh khoản. Đó là ba cái cách mà giao thức Pendle tạo ra lợi nhuận cho người dùng. Thì mình sẽ lấy ví dụ cụ thể hơn trong cái phần tiếp theo. Có thể thấy rằng đây là cái giao diện của cái Pendle Finance, cái phần liên quan đến những cái lợi nhuận mà chúng ta có thể, những cái chiến lược mà chúng ta có thể sử dụng để nhận được lợi nhuận trong tương lai. Mình sẽ ví dụ với STETH ha. Thế nên là thấy ở đây người ta chia ra làm hai phần đúng không ạ? Fish API ở đây nó là 3,66%. Có nghĩa rằng để mà mua một cái phần PT của STETH thì anh em sẽ phải bỏ ra cái số tiền tại thời điểm hiện tại ha, là 1.590,17 đô la. Và cái thời gian đáo hạn sẽ là 30 tháng 12 năm 2027. Và cái lợi nhuận mà cố định anh em sẽ được nhận trong cái thời điểm đó, đó là ba tương đương với cái mức đó là 3,66%. Thì đó là một cái cách để chúng ta khóa lợi nhuận ở trong tương lai. Ngược lại thì anh em cũng có thể mua và nắm giữ cái IT và để chúng ta nhận được cái lợi nhuận trong tương lai đó là 5,93%. Thì về bản chất PT và IT token nó chính là hai phần trái ngược nhau. Khi mà PT tăng lên thì IT giảm xuống và ngược lại. Đây cũng là một cái việc mà chúng ta mua và nắm giữ PT hay IT token, nó cũng đã thể hiện được một trong những cái định hướng của chúng ta trong tương lai. Nếu mà chúng ta anh em đặt nhiều kỳ vọng vào PT token á, có nghĩa là anh em kỳ vọng là cái phần IT này này, tức là cái phần lợi nhuận trong tương lai của STETH nó sẽ giảm xuống. Ngược lại nếu mà anh em đặt cược vào cái việc đó là những cái giao thức như Lido nó tiếp tục phát triển và nó đưa ra được cái mức lợi những cái mức yield cho STETH cao á, tức là IT càng tăng lên và PT giảm xuống, thì anh em có thể đặt cược là mua IT. Và điều này nó cũng sẽ giúp cho cái nhà đầu tư người ta có thể tạo ra nhiều chiến lược khác nhau. Ngoài cái việc mua và nắm giữ để đợi nhận lãi suất, thì anh em cũng có thể giao dịch trade ngắn hạn với PT và IT thông qua những cái kỳ vọng, những cái nhận định đánh giá của anh em về lợi nhuận, về thị trường lợi nhuận trong tương lai. Nó hoàn toàn tương tự như việc chúng ta trade coin, tức là mua thấp bán cao và bán cao sau đó mua lại thấp đó, tức là chúng ta sẽ ăn cái phần lợi nhuận chênh lệch từ cái biến động giá của chính PT và IT token. Đó là cái cách mà chúng ta kiếm lợi nhuận bằng cách là mua và nắm giữ. Ngoài ra thì anh em cũng có thể cung cấp thanh khoản ha. Anh em có thể thấy đã có rất là nhiều pool thanh khoản, và anh em có thể sử dụng những cái token mà mình đang có để chúng ta cung cấp thanh khoản, chúng ta kiếm thêm được cái lợi nhuận từ cái phần thưởng của Pendle. Thì đó là những cái ví dụ về cách chúng ta kiếm được lợi nhuận ở trên Pendle Finance. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế VE Pendle. Về cơ bản thì anh em có thể hiểu đơn giản là khi mà anh em nắm giữ cái token Pendle của giao thức ấy, thì anh em có thể khóa cái Pendle đó và nhận về một cái token đó là VE Pendle. Thì thời gian khóa hay là cái số lượng token nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau, tức là chúng ta khóa càng lâu thì cái lượng VE Pendle chúng ta nhận được nó càng nhiều, và thời gian khóa tối đa nó là 2 năm. Thì tại sao chúng ta phải làm cái câu chuyện đó? Bởi vì Pendle người ta đã đưa ra rất là nhiều lợi ích cho những cái người mà sở hữu VE Pendle. Cụ thể thì đầu tiên á, là VE Pendle nó đại diện cho cái quyền quản trị ở trong cái Pendle Finance, tức là anh em có thể bỏ phiếu cho các cái pool mà anh em quan tâm, hoặc là anh em đang muốn cung cấp thanh khoản vào đó, hoặc là anh em chỉ đơn giản là anh em yêu thích cái pool đó thôi, để chúng ta nhận được cái phần thưởng. Chúng ta sẽ điều hướng cái luồng phần thưởng ở trên giao thức cho cái pool đó nhiều hơn, và từ đó gia tăng tính thanh khoản cho cái pool đó. Cái lợi ích thứ hai đó là người sở hữu VE Pendle sẽ được chia cái phí giao thức, và tại thời điểm hiện tại nha, đó là 3% từ tất cả lợi nhuận do cái IT nó tích lũy. Và hiện tại Pendle vẫn chưa có tích lũy phí giao thức cho bản thân họ, và toàn bộ cái phí nhận được từ giao thức này nó sẽ chia lại cho những cái VE Pendle holder. Và anh em sẽ được chia, nếu mà anh em nắm giữ VE Pendle, anh em sẽ được chia cái phần phí đó. Và cái thứ ba đó là một phần lợi nhuận từ các cái PT đã đáo hạn mà chưa được đổi ấy, thì nó cũng sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho những người nắm giữ VE Pendle. Tức tóm lại với hai ý này thì chúng ta sở hữu VE Pendle và chúng ta được chia cái phần lợi nhuận từ giao thức. Và cái cuối cùng
cái điểm đặc biệt nhất mà mình muốn nói, và nó đã tạo nên cái cơ chế Pendle, đó là những người bỏ phiếu VI Pendle thì người ta sẽ có quyền nhận được 80% phí hoán đổi từ nhóm đã bỏ phiếu. Anh em thấy hay chưa? Tức là ở đây người ta đã không chỉ là cho anh em cái quyền quản trị mà còn cho anh em được cái lợi ích từ cái việc tham gia quản trị. Tức là người ta không bỏ đơn thuần là nếu mà chỉ quản trị đơn thuần á, tức là anh em cầm VI Pendle, anh em thích thì anh em bỏ phiếu, anh em không thích thì thôi á, thì nó sẽ không tạo ra được cái tính tích cực trong cái việc quản trị giao thức, mà người ta đã có thêm một cái phần để mà khuyến khích anh em tham gia quản trị giao thức, đó là những người bỏ phiếu VI Pendle cũng có quyền nhận được 80% phí hoán đổi từ nhóm đã bỏ phiếu. Đó, đây là một cái ý rất là hay của giao thức. Và cái thứ hai đó là những người mà đã cung cấp thanh khoản cho một cái pool á, trong khi mà mình đã nắm giữ VI Pendle á, thì cái phần ưu đãi và phần thưởng sẽ được tăng lên thêm, và tùy vào cái lượng VI Pendle nắm giữ và cái phần trăm tăng lên nó sẽ khác nhau, và lên tới tối đa là 250% dựa trên giá trị VI Pendle anh em đang sở hữu. Tức là thí dụ như anh em đang nắm giữ một lượng rất là lớn VI Pendle, anh em tiếp tục cung cấp thanh khoản vào một cái pool nào đó ở trên giao thức và anh em nhận được phần thưởng, thì cái lượng phần thưởng nó sẽ được tăng lên gấp nhiều lần đó, và tối đa là lên 2,5 lần, tức là 250%. Đó, thì đây là một cái cơ chế khiến cho cái Pendle War được hình thành. Lý do tại sao như vậy, anh em có thể hiểu đó là sau khi Pendle nó thành công và nó thu hút được cái lượng lớn thanh khoản thì sẽ có những cái giao thức nó được xây dựng và nó được phát triển trên Pendle để nó tận dụng cái thanh khoản của Pendle để nó phát triển. Và những cái giao thức đó nó sẽ thu hút thanh khoản và thu hút người dùng bằng cách gì? Bằng cách đó là nó chiếm tích lũy cái quyền quản trị VI Pendle thật là nhiều, và sau đó nó sẽ bỏ phiếu cho những cái pool mà nó muốn hoặc là những cái pool mà nó đang cung cấp thanh khoản để nó tăng cái phần thưởng của cái pool đó lên nhiều lần. Và từ cái việc mà nó tăng cái phần thưởng đó, nó sẽ lại chia lại cho những cái người dùng hoặc là những cái người cung cấp thanh khoản thông qua nó. Đó, anh em có thể hiểu một cái cơ chế như vậy. Tại vì nếu bản thân mình hay bản thân một hai người ấy, thì nó quá đơn lẻ, nó không tạo ra được cái sự gọi là tích lũy cái quyền quản trị. Trong khi đó, nếu mà có một cái giao thức nó làm bên thứ ba nó đứng ra, nó gom hết quyền quản trị của chúng ta lại và nó tạo ra cái lợi nhuận lớn hơn rất là nhiều thông qua Pendle Finance, và sau đó nó chia cái phần lợi nhuận tăng lên đó cho chúng ta, thì rõ ràng đó là một cái cơ chế rất là kiểu như nó sẽ là một cái flywheel cực kỳ mạnh để cho cái giao thức, bản thân giao thức đó cũng như là Pendle Finance nó được hưởng lợi. Thì nhưng mà câu chuyện ở đây sẽ không phải là một hay chỉ có một giao thức làm câu chuyện đó, mà có thể là 2, 3, 4 giao thức. Thì tất cả những giao thức này nó đều tập trung vào việc tạo ra những cái cơ chế khiến cho người dùng, người ta sẵn lòng đưa Pendle cho giao thức, ủy thác Pendle cho giao thức để giao thức có thể tích lũy về Pendle, và đó chính là cái kết mà cái Pendle War nó ra đời.